được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả, trong thời gian đại dịch COVID-19, chính phủ Úc đã đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ tài chính cho cư dân. Trong số đó có chương trình Home Builder và ngày hôm nay, thông tin về việc gia tăng thời gian cho chương trình này đã khiến nhiều người cảm thấy an tâm hơn với kế hoạch xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa của mình. Trong khi đó thì lĩnh vực đại học cũng có tin vui khi mà chính phủ, các cấp liên bang cũng như tiểu bang đang tìm cách đưa du học sinh quốc tế trở lại New South Wales vào tháng 10 năm nay 2021. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Sinh hoạt kinh tế thời đại dịch. Chính phủ nới lỏng thời hạn xây cất theo kế hoạch Home Builder. Trong thời kỳ cao điểm của đại dịch hồi giữa năm 2020, chính phủ Úc đã đưa ra kế hoạch gọi là Home Builder nhằm tái tạo sinh hoạt của ngành xây dựng và đồng thời giúp những ai muốn sửa nhà hoặc xây nhà mới thì sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ của mình thông qua gói hỗ trợ tài chính của chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch Home Builder này có nhiều giới hạn. Ngoài việc giới hạn về trị giá của căn nhà, thì chính phủ còn đặt ra giới hạn về việc xây dựng cần phải bắt đầu trong vòng 6 tháng sau khi cư dân đã ký hợp đồng với nhà thầu xây cất, tức là builder. Trong thực tế thì giới hạn thời gian này tạo nhiều khó khăn vì khi ngành xây dựng đang phục hồi thì các công ty xây dựng không có đủ vật liệu để bắt đầu chương trình xây dựng. Và giả sử như vấn đề vật liệu có thể vượt qua được thì cư dân lại gặp khó khăn với hội đồng thành phố địa phương, tức là council, vì thủ tục hành chính rườm rà nên các đồ án xây dựng không thể được xét duyệt trong thời gian 6 tháng. Và vấn đề này đã được nêu lên nhiều lần với chính phủ. Ngày hôm qua, trong một cuộc họp báo tại Melbourne, Bộ trưởng Dịch vụ Gia cư, ông Michael Suka, cùng với Bộ trưởng Ngân khố George Vandenberg, đã tuyên bố quyết định của chính phủ là thời hạn 6 tháng này sẽ được kéo dài thêm 12 tháng. Tuy nhiên, đối với những ai hội đủ điều kiện trước ngày 31 tháng 3 năm 2021, thì thời gian này sẽ được kéo dài thêm 18 tháng. Theo dữ liệu của chính phủ, thì thành phần này bao gồm khoảng 121.000 đơn xin và tổng số những đơn xin này sẽ có được 24 tháng để bắt đầu chương trình xây dựng. Bộ trưởng George Vandenberg nói rằng, chương trình này tốn kém cho công quỹ 2 tỷ 500 triệu đô la, nhưng ngược lại thì ngành xây dựng sẽ gia tăng được hoạt động trị giá khoảng 30 tỷ đô la. Trong khi đó, thì theo dữ liệu của Tổng nhà thống kê ABS, thì kể từ khi chương trình Home Builder bắt đầu vào tháng 6 năm 2020, thì số đồ án xây dựng được chấp thuận đã gia tăng gần 70%. Và chỉ riêng trong tháng 2 năm nay, thì tổng số đồ án được chấp thuận đã gia tăng được 15.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhắc lại là khởi thủy, chính phủ đã trợ cấp 25.000 đô la cho mỗi đồ án xây dựng hoặc sửa nhà. Nhưng nay thì ngân khoản trợ cấp này chỉ còn 15.000 đô la mà thôi. Du học sinh nước ngoài có cơ may nhập học tại New South Wales vào tháng 10. Kỹ nghệ xuất cảng giáo dục của Úc hầu như đã dậm chân tại chỗ kể từ khi chính phủ Úc quyết định đóng cửa biên giới quốc gia vào tháng 3 năm ngoái 2020, khiến hầu hết các viện đại học tại Úc bị thất thu nghiêm trọng, và do đó Đại học Úc Châu đã liên tục kêu gọi chính phủ các cấp liên bang cũng như tiểu bang hãy nhanh chóng đưa ra các biện pháp để đem du học sinh nước ngoài trở lại Úc. Trước sự cấp bách này, chính quyền liên bang cũng như tiểu bang, kể cả các viện đại học, đã đưa ra một chương trình thử nghiệm là tự thành lập các ký túc xá cách ly cho học sinh quốc tế. Nếu thành công thì du học sinh nước ngoài có khả năng trở lại nhập học tại các viện đại học tại New South Wales vào tháng 10 năm nay 2021. Tuy nhiên, cho đến nay thì chương trình này chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được chính thức phát động. Riêng tại tiểu bang New South Wales thì chương trình này bao gồm việc biến các cơ sở khách sạn tại trung tâm thành phố trở thành những ký túc xá cho sinh viên quốc tế, để các sinh viên này sinh sống trong thời gian cách ly và sau đó có thể làm nơi cư ngụ trong thời gian học tập tại Sydney. Chính phủ New South Wales cho biết
chương trình sẽ chạy cùng với hệ thống kiểm dịch hiện có của khách sạn và áp dụng các quy trình nghiêm ngặt tương tự về y tế và cảnh sát. Tuy nhiên, ngày khởi động sáng kiến vẫn chưa được ấn định. Nhắc lại là chỉ riêng tại New South Wales mà thôi, ngành xuất cảng giáo dục cũng đã đem lại cho nền kinh tế New South Wales mỗi năm gần 14 tỷ. Và trên toàn quốc, nền kinh tế Úc cũng đã nhận được gần 40 tỷ đô la mỗi năm. Bởi vậy, trong lĩnh vực đại học, nguồn lợi kinh tế này đã bị sụt giảm thảm hại kể từ khi chính phủ Úc đóng chặt cửa biên giới từ tháng 3 năm 2020 cho đến nay. Ngoài ra, thì một chương trình tương tự nhằm tạo ra những ký túc xá cách ly cho du học sinh cũng đang được thử nghiệm tại một vài tiểu bang khác. Đại dịch COVID-19, công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Úc. Một tổng công ty dược lớn ở nước ngoài hiện hy vọng có thể tham gia vào việc chữa trị dịch bệnh COVID-19 tại Úc. Nếu đề nghị của họ được chính phủ Úc chấp nhận, đó là công ty dược GlaxoSmithKline, gọi tắt là GSK, có trụ sở chính tại Vương quốc Anh. Công ty này hiện đang phát động một chương trình chữa trị COVID-19 và nếu giai đoạn thử nghiệm này đem lại kết quả tốt, thì công ty GSK hy vọng có thể được phép hoạt động tại Úc. Theo thông tin từ các cơ quan truyền thông tại Úc, thì công ty GSK đã cung cấp những dữ kiện và đã nhận được quyết định tạm thời của cơ quan kiểm soát dược phẩm TGA trong việc sử dụng phương thức kháng thể để chữa trị. Phương thức kháng thể này được gọi là Sotrovimab. Phát biểu về thông tin này, đại diện của TGA xác nhận rằng đây chưa phải là sự chuẩn nhận cho phép điều trị virus COVID-19, mà đây chỉ là quyết định cho phép công ty GSK được đăng ký thử nghiệm tại Úc. Theo TGA, thì nếu các chuyên gia của TGA xác nhận là phương thức này hữu hiệu và an toàn, thì khi đó TGA sẽ cấp chuẩn nhận tạm thời, tương tự như việc TGA đã chuẩn nhận tạm thời cho vaccine Pfizer và vaccine AstraZeneca. Trong trường hợp mà phương thức mới này được chuẩn nhận bởi TGA, thì các giới chuyên gia coi đó là biện pháp bổ túc cho chương trình chủng ngừa tại Úc. Liệu pháp Sotrovimab này, theo lời của các khoa học gia của công ty GSK, là nhằm để chữa trị cho bệnh nhân bị dương tính với virus COVID-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Đại dịch COVID-19, Queensland tạm dừng triển khai tiêm vaccine ở eo biển Torres. Chính phủ Queensland vừa tuyên bố sẽ tạm dừng việc chủng ngừa vaccine COVID-19 ở khu vực eo biển Torres trong thời gian tối đa là một tháng, nhằm mục đích thực hiện các cuộc tham vấn rộng rãi trong cộng đồng trước khi bắt đầu trở lại lịch trình chủng ngừa cho cư dân khu vực này. Giám đốc điều hành bệnh viện và dịch vụ y tế tại eo biển Torres, ông Tony Brown cho biết, quyết định chấm dứt sử dụng vaccine AstraZeneca của chính phủ liên bang đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chủng ngừa tại các cộng đồng thổ dân này. Theo lời tiến sĩ Tony Brown, thì ông hy vọng là cộng đồng thổ dân tại eo biển Torres có thể vượt qua sự không chắc chắn liên quan đến việc sử dụng vaccine AstraZeneca tại Úc, cũng như có thể hiểu được tầm quan trọng của việc chủng ngừa COVID-19 trong kế hoạch kiểm soát dịch bệnh tại Úc. Cũng theo lời tiến sĩ Tony Brown, thì trong thời gian một tháng tạm ngưng chủng ngừa này, chính quyền địa phương sẽ thiết lập hệ thống tủ đông cần thiết để có thể lưu trữ và bảo quản vaccine Pfizer ở nhiệt độ lên đến âm 70 độ C. Việc này dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu tháng 5 tại các bệnh viện địa phương, là nơi sẽ được sử dụng làm trung tâm phân phối vaccine cho khu vực xung quanh eo biển Torres này. Nhắc lại là tổng cộng 884 cư dân của eo biển Torres đã được tiêm ngừa vaccine AstraZeneca đầu tiên và những người này may mắn là đã không bị bất kỳ tác dụng phụ nào và sẽ được tiêm liều thứ hai cũng với vaccine AstraZeneca sau 12 tuần lễ. Trong khi đó, thì tại Victoria, chính quyền tiểu bang cũng đã xác nhận là kể từ đầu tuần tới, cư dân trên 70 tuổi là thành phần ưu tiên 1B có thể đến chủng ngừa tại các trung tâm chủng ngừa tập thể bất cứ lúc nào mà không cần phải đặt lịch hẹn trước. Và dĩ nhiên nhóm người này sẽ được chích ngừa với vaccine AstraZeneca. Và vì vậy mà sau khi đã chích ngừa mũi thứ nhất, thì 12 tuần lễ sau, những người này cũng sẽ trở lại trung tâm chủng ngừa tập thể là nơi họ đã chích mũi thứ nhất để được chích mũi thứ nhì. Tin đời sống hàng ngày. Các đồ nhựa dùng một lần sẽ không được sử dụng tại Úc từ năm 2025. Chính quyền các tiểu bang và lãnh thổ tại Úc vừa quyết định bắt đầu từ năm 2025 tới đây, một số đồ nhựa dùng một lần sẽ không còn được sử dụng ở đất nước này. Đây là một hành động mới nhất trong nỗ lực giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại đất nước này.
Quyết định này đã được công bố sau cuộc họp của Bộ trưởng Môi trường của các bang và lãnh thổ vào ngày 15 tháng 4 vừa qua. Một cách cụ thể thì bắt đầu từ năm 2025, nước Úc sẽ loại bỏ một số đồ nhựa dùng một lần không cần thiết, bao gồm túi nhựa nhẹ, bì dán nhãn, có thể phân hủy, dao, dĩa, thìa và đồ khuấy bằng nhựa, ống hút nhựa, hộp xốp đựng thực phẩm, bao bì hàng tiêu dùng sử dụng chất liệu xốp và hạt vi nhựa sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Trước đó, chính phủ Úc cũng đã đưa ra kế hoạch để từng bước loại bỏ đồ nhựa dùng một lần vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chính quyền liên bang và các bang của nước này thống nhất về những đồ dùng sẽ bị loại bỏ. Theo số liệu thống kê, mỗi năm Úc thải ra 2,5 triệu tấn rác thải nhựa và 84% trong số này được đưa đến các bãi rác. Ngoài ra còn có 130.000 tấn rác thải nhựa bị trôi nổi ra ngoài môi trường. Cuối cùng là tin an ninh quốc phòng. Chuyên gia cảnh báo thảm họa nếu Trung Quốc quyết thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Giới chức Đài Loan hồi tuần qua đã tuyên bố 25 máy bay quân sự Trung Quốc đại lục đã đi vào vùng nhận dạng phòng không do hòn đảo này lập nên. Đây được xem là vụ xâm nhập với số lượng máy bay Trung Quốc đông đảo nhất từ trước đến nay. Trước bối cảnh leo thang căng thẳng này, thì tại Úc, tướng Angus Campbell, tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc, đã kêu gọi các bên cùng nỗ lực để tránh xung đột. Phát biểu của tướng Angus Campbell được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một nhà ngoại giao Mỹ tiết lộ Washington và Canberra đang lên kế hoạch ứng phó với các kịch bản quân sự trong khu vực. Cụ thể thì tại một diễn đàn quốc tế ở Ấn Độ hồi cuối tuần qua, ông Campbell nói rằng nước Úc có quan điểm rất rõ ràng, tương lai của Trung Quốc và Đài Loan cần phải được giải quyết trong hòa bình. Cũng theo lời tướng Campbell thì Trung Quốc dùng vũ lực để thống nhất và Đài Loan kháng cự sẽ là một thảm họa với người dân trong khu vực và các bên không nên để điều này xảy ra. Có một con đường dẫn đến tương lai, đó là thông qua đối thoại hòa bình. Nhưng con đường này đầy rẫy khó khăn và các bên cần nỗ lực không ngừng nghỉ. Ông Campbell còn cho rằng giải quyết mọi thứ bằng vũ lực chỉ nên là giải pháp cuối cùng và ngoại giao nên được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Campbell cũng nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, sự hiệu quả và sức nặng của việc kết hợp cả ngoại giao và quân sự là rất quan trọng. Trong khi đó, thì vài ngày trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Christopher Pyne, đã nhận định rằng Đài Loan được coi là điểm nóng bùng nổ tiếp theo trong khu vực và Úc có thể bị cuốn vào cuộc xung đột. Theo ông Pyne, một cuộc chiến với Trung Quốc là điều mà bạn và tôi có thể phải đối mặt trong 5 tới 10 năm tới. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV vào lúc 1 giờ trưa nay.